Vâng, xin chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Và hiện giờ mình đang livestream trên nền tảng của Facebook, và một lát sau thì mình sẽ đào cái livestream này về mà mình up lên kênh YouTube của mình. Và trong cái mùa hè năm 2018 này thì cửa hàng mình đang về rất là nhiều xe đạp để phục vụ các quý khách đi lại trong mùa hè năm nay và tập luyện thể dục. Thì một trong những cái dòng mà rất là nổi tiếng của xe đạp thể thao Nhật bãi đó là dòng Zion Escape. Thì đợt đây thì cửa hàng mình đang có về được mấy chiếc, và tiện đợt đây thì mình làm video là đánh giá review luôn. Xin chào anh Nguyễn Xuân Tiến, tiện mình làm review đánh giá luôn thì các bạn cùng đón xem để mình tiến hành đảo camera để các bạn có thể nhìn trải nghiệm rõ hơn chiếc xe này. Vâng, thì như trong khung hình đây thì các bạn đang nhìn thấy là có mấy chiếc gian tế kép đây, dày của nick kép đây. Thì các cái mẫu model này thì cấu hình nó cũng xem như nhau. Ví dụ trong đây là có 5 con ha, 5 con hiện tại ở cửa hàng mình là có 5 con. Đầu tiên là một chiếc dàn Zion Escape màu xanh. Màu xanh bộ đội. Hiệu của model Escape này là R3. Zion Escape R3. Thì quý vị có thể lên Google, quý vị có thể gõ là Zion Escape cách R3 vào. Xe được toàn bộ tất cả những cái dòng Escape này thì nó là cao cấp rồi, thì nó cũng là trung cao rồi, thì không phải bàn, thì đương nhiên nó là khung bằng hợp kim nhôm, cũng không cần lấy nam châm thử nữa bởi vì nó là khung hợp kim nhôm rồi. Size của chiếc xe này là 51, size 51. Đấy, cái chiếc xe đạp Escape, Zion Escape này thì sẽ phù hợp với những người mà cao từ 1m65 cho đến 1m75, 1m8 là có thể đi phù hợp. Trên tay của chúng ta thì chúng ta có một cái bộ tay chuyển số 3x8 tốc độ, bên tay phải là chuyển nít 8 tốc độ hiệu SRAM, và bên tay trái là hiệu cũng hiệu SRAM và để chuyển đĩa 3 tốc độ. Xe được trang bị cặp bánh nguyên bản của dòng Escape, có trên logo Escape luôn. Bánh 700C, hai lớp, căm liềng căm thưa, liềng hai lớp, vành xe gió đấy, liềng hoặc vành đều tùy theo cách gọi miền Nam miền Bắc. Và phanh V. Phanh V. Đang ở dưới thì chúng ta có một bộ xe được trang bị bộ chuyển động đùi đĩa 3 tầng và sang đĩa Shimano. Đằng sau thì đã có bộ chuyển động SRAM X3 và lip 8 tầng. Thì cặp bánh đằng trước đằng sau đều là của Escape nguyên bản hết, nên là đều có logo này. Xe Escape này thì thường sẽ được trang bị một cái cọc yên nhún. Khi mà vào sóc thì cọc yên này sẽ nhún để giảm chấn cái lực sóc từ mặt đường mà truyền trực tiếp lên lên cái mông của người ngồi. Xin chào anh Khuyên Pinarello. Thì ngoài ra, ngoài cái màu xanh này thì ngoài cái màu xanh bộ đội này, con Zion Escape màu xanh bộ đội này, thì chúng tôi còn hiện tại đang ở chợ cửa hàng thì có đang về một số màu nữa, như là màu trắng bạc, màu này rất đẹp. Size con này là size S small, size 46, phù hợp cho những người cao từ 1m6 cho 1m75 là đi đều được. Cấu hình thì cũng tương tự như những con Escape khác, đó là vành hai lớp, bánh 700, tay bấm SRAM một đôi 38.
Đằng sau thì có bộ chuyển động SRAM này, líp 8 tầng, đằng trước là líp 3 tầng, đều đùi đĩa 3 tầng. Sơn thì các cái dòng xe này của cửa hàng mình thì sơn rất là đẹp, sơn rất là đẹp, con này sơn còn đẹp, sơn nguyên bản luôn. Tiếp theo là một con màu vàng đồng này, cũng dây ở nick kép luôn, màu vàng đồng. Một con màu xanh nước biển. Và một chiếc màu xanh lõn chuối, rất là thể thao và cá tính trẻ trung. Thì hiện tại là cửa hàng đang có 5 chiếc xe dây ở Nikkei, 5 chiếc dây ở Nikkei. Dòng dây ở Nikkei này thì được từ xưa đến nay thì được rất là nhiều người mà sử dụng xe đạp thể thao Nhật bãi mà ưa chuộng và tin dùng, bởi vì chất lượng nó rất là tốt và độ bền của nó khá là cao. Thì dòng dây Unikep này là toàn hầu như là trang bị đồ xịn của Shimano với đồ SRAM hết. Thì xin chào anh Danh Nguyễn. Thì giá thành của những cái chiếc xe dây Unikep này bán tại xe đạp Hải Phòng.com đó là giá thành 6 triệu đồng, bao gồm là bảo hành cho quý khách mua tại xe tại shop là 1 năm, hỏng đâu sửa đấy, không mất tiền. Và khi mà quý khách tiến hành mua xe tại shop xe đạp Hải Phòng.com thì quý khách sẽ được tặng một số phụ kiện để mà đi xe, như là đèn pha, đèn nháy, túi để đồ, giá bình nước, chuông đầy đủ không, và chắn bùn có thể quý khách option lắp thêm. Và tất cả xe bán ra thì chúng tôi cam kết là bảo hành 1 tháng, à 1 năm, cam kết bảo hành 1 năm. Và nếu mà quý vị bị hỏng bất kỳ một chi tiết gì thì chúng tôi sẽ tiến hành thay thế và quý vị không phải chịu thêm một bất kỳ một chi phí gì. Mình xin nhắc lại là hiện tại cửa hàng mình đang có 5 mẫu dây ở Nikkei, 5 mẫu dây ở Nikkei gồm các màu sau như là xanh chuối, xanh nước biển, màu vàng đồng và màu trắng ghi, màu xanh bộ đội. Giá của 5 chiếc này đồng giá là 6 triệu đồng một chiếc, và bao gồm là bảo hành 1 năm, về tất cả hỏng hóc là sửa chữa miễn phí và các phụ kiện đi kèm. Nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, xe đạp trợ lực, quên. Hôm nay làm sao ấy. Còn quan tâm đến xe đạp thể thao, xe đạp trợ lực thì hiện tại là xe đạp Hải Phòng.com là hiện tại không kinh doanh nữa. Vì cái nhu cầu nó ít hơn so với những năm trước. Thì xe đạp thể thao hoặc là những cái cách sửa chữa bảo dưỡng thì quý vị hãy ấn like cái livestream này và ấn share, nếu mà quý vị cảm thấy có ích thì share cái livestream này cho bạn bè mình cùng xem. Xin chào anh xe đạp Đạo Nghĩa. Và nếu mà quý vị đang xem trên cái nền tảng YouTube thì quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký có cái chiếc chuông để quý vị là những người đầu tiên khi mà kênh xe đạp Hải Phòng có video up lên thì quý vị là những người đầu tiên mà được YouTube ưu tiên hiển thị xem video. Vâng, và trong video này thì mình đã giới thiệu qua 5 chiếc xe Xcape có tại cửa hàng mình để phục vụ quý khách đi trong mùa hè năm nay. Và quý khách nhớ ấn đăng ký và like video nhé. Vâng, và đến bây giờ đến đây là em đã hoàn thành xong cái video review những cái chiếc xe đạp Xcape của tại cửa hàng xe đạp Phòng.com. Xin chào các anh đang xem livestream, em tạm thời nào tiến hành kết thúc livestream tại đây. Xin chào anh Khuyên Pinarono, xin chào anh Danh Nguyễn, xin chào anh xe đạp Đạo Nghĩa, xin chào anh Nguyễn Xuân Tiến. Cảm ơn các bạn đã xem livestream, hẹn gặp lại trong các bạn và các quý khách trong những video và livestream lần sau.